Vâng ạ, xin tất cả các bạn. Mình là Quyết Đào đến từ Forex Center. Và hôm nay đến cái video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái công cụ để khai thác cái nguồn traffic khổng lồ từ Marketplace. Thì Marketplace là gì? Marketplace là một trong những cái platform của Facebook, đúng không ạ? Nó có chức năng là gom tất cả những cái bài viết liên quan đến bán hàng về trên một giao diện và người dùng, đúng không ạ? Để giảm thiểu cái việc mà ảnh hưởng đến cái người dùng là khi các bạn đăng bán hàng ở trên Facebook thì cái newsfeed, đúng không ạ, cái newsfeed ở trên Facebook nó ngập tràn những cái thông tin là bán hàng, thì điều này nó gây khó chịu cho những cái người đang sử dụng Facebook mà người ta không muốn mua, hoặc là người ta muốn kinh doanh, hay là người ta mua bán ở trên internet, đúng không ạ? Thì tất cả những cái từ mà liên quan đến bán hàng, hoặc là bạn có thể chủ động đăng, hoặc là những cái từ có liên quan, thì nó sẽ rơi vào một cái platform, đó là Marketplace, đúng không ạ? Thì hiện tại thì có những cái kênh ở trên Facebook mà bạn có thể khai thác mà nó có ra đơn ngay lập tức, như là Marketplace này, group này, fanpage này, Instagram này, vấn đề về Messenger. Thì đấy là những cái kênh, những cái công cụ của Facebook, đúng không ạ? Và rất là tuyệt vời, chúng ta có thể đăng lên, đúng không ạ? Chúng ta có thể đăng tải, chúng ta có thể khai thác. Vì sao ạ? Vì đó là những cái kênh mà có thể tương tác được trực tiếp với khách hàng tiềm năng. Thì ở trong video này thì mình sẽ phân tích những cái vấn đề liên quan đến Marketplace mà các bạn cần phải sử dụng ngay, đúng không ạ? Sử dụng cái kênh công cụ này, đúng không ạ, để kiếm đơn trên internet. Đây là một trong những cái công cụ theo bản thân tôi thấy là rất là tuyệt vời. Tại vì sao ạ? Tại vì cái Marketplace nó không bị giới hạn về số lượng người tương tác. Có nghĩa là ví dụ như các bạn đăng vào trong các nhóm, ví dụ như một cái nhóm nào đó, đúng không ạ, liên quan đến bán hàng, liên quan đến kinh doanh. Đây, ví dụ như là cái nhóm bán hàng chẳng hạn. Thì khi bạn đăng vào trong này thì bạn sẽ khống chế bởi môi trường ở trong này. Môi trường trong này là một cái nhóm này thôi, chỉ trong cái phạm vi một cái nhóm này sẽ đọc được cái bài này. Thì trong cái nhóm này có bao nhiêu người, đúng không ạ, tương tác mà nó trực tiếp thì nó sẽ tạo ra được cái chuyển đổi. Ví dụ như là nhóm này là 39.000 người, gần 40.000 người đi ạ. Thì các bạn, đúng không ạ, thì các bạn đăng bài trong cái nhóm này thì chỉ có thể tương tác được khoảng là 40.000 người thôi. Còn lại hơn quá số đó thì người ta sẽ không được. Thì thực tế cái nhóm này thì nó lại có những cái chân dung khách hàng tiềm năng, nó theo cái diện. Ví dụ như người ở trong này là toàn là người muốn kiếm tiền online, đúng không ạ, đấy, muốn kiếm tiền trên mạng. Thì khi các bạn có một cái cơ hội nào đó, hay là bạn muốn bán hàng nào đó cho những cái người mà muốn kiếm tiền trên mạng này ấy, thì rất là dễ dàng tạo ra chuyển đổi. Tuy nhiên rằng ấy, nó bị giới hạn ở cái môi trường này, cái không gian này, đúng không ạ? Cái môi trường tức là cái không gian mà các bạn đăng một cái bài, ví dụ như là bạn đăng một cái bài như thế này lên chẳng hạn, đúng không ạ, thì sẽ có một cái số lượng người nhất định người ta tiếp cận được thôi, chứ không phải là ai cũng có thể tiếp cận được trên internet. Còn Facebook Marketplace thì sao ạ? Thì tất cả những cái, đúng không ạ, tất cả những cái bài của bạn lên, đúng không ạ, tất cả những cái người, đúng không ạ, những cái nick Facebook khác đều là khách hàng tiềm năng của bạn. Tức là trên Facebook hiện tại ở Việt Nam có hơn 60 triệu người sử dụng, thì đó là khách hàng tiềm năng của bạn, nó không bị giới hạn môi trường. Một bài của bạn đăng lên, thậm chí là một ngày, đúng không ạ, hoặc là một giờ thôi, có thể là target được gì ạ, rất là nhiều khách hàng tiềm năng, có thể tiếp cận được rất là nhiều khách hàng tiềm năng, và nó tạo ra những cái inbox, đúng không ạ, inbox rất nhiều, đúng không ạ, inbox rất nhiều để gì ạ, tạo ra chuyển đổi. Đấy, thì đây là một trong những cái vấn đề đầu tiên mà tôi muốn nói, tức là trên Marketplace không bị giới hạn ở môi trường hoạt động. Bạn đăng lên trên này thì tất cả những người ở trên này đều là gì ạ, khách hàng tiềm năng của bạn. Thứ hai là nó không bị giới hạn về số lượng người, đúng không ạ, không bị giới hạn về số lượng người, đúng không ạ, không bị giới hạn số lượng người. Thì khi mà bạn đăng một bài lên như cái áo này rất là đẹp, đúng không ạ, có thể target được, đúng không ạ, ai mà người ta thích, đúng không ạ, người ta sẽ mua liền. Đấy, đấy là những cái mà các bạn có thể nhìn thấy cái lợi ích của Marketplace. Cái thứ ba là nó có thể target được cái vị trí, ví dụ như ở trong đây bạn thay đổi cái thành phố Hồ Chí Minh tạo thành Đà Lạt chẳng hạn, đúng không ạ, vì Đà Lạt đang lạnh chẳng hạn, để bạn bán áo khoác, đúng không ạ, rồi ok bạn áp dụng. Thì bạn đăng lên trên này thì nó sẽ về, đúng không ạ, nó sẽ về cái không gian ở Đà Lạt, có nghĩa là target được cái vị trí theo ý mình mong muốn. Nên thành ra là ví dụ bạn ở ngoài Hà Nội chẳng hạn, bạn có thể target được vào trong Cần Thơ, Cà Mau mà bạn không cần phải đến đó để PR, để marketing. Đấy, và gì, và nó không khác gì các bạn tham gia vào các hội nhóm, hội chợ ở trong cái địa bàn khu vực đấy cả. Có nghĩa là ngồi ở Việt Nam thôi, bạn có thể target được tất cả các vị trí. Đấy, đây là những cái lợi ích mà các bạn cần phải tham gia đăng bán hàng trên Marketplace này. Thì ở trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái công cụ rất là tuyệt vời, đúng không ạ, và tôi đã sử dụng rất là hiệu quả, đó là phần mềm Auto Marketplace.
đúng không, của Forum Center. Thì cái phần mềm này thì ngoài cái chức năng cơ bản ra là tiêu đề mô tả là đương nhiên rồi, đúng không ạ, nó có chức năng rất là hay, đó là vị trí, đúng không ạ, có thể target được vị trí, đúng không ạ. Target được vị trí tức là sao ạ, bạn có thể target được bất kỳ vị trí nào mà bạn muốn lựa chọn một cách chính xác nhất, tại vì nó dựa theo tọa độ của Google, đúng không ạ, tọa độ của Google, nên ra là khi mà mình đăng vào trong này thì nó sẽ đăng đúng vào cái vị trí mà mình mong muốn đấy, và có thể đăng được rất nhiều tài khoản. Thay vì bạn đăng tay đúng không ạ, một tài khoản như thế này thì khi mà sử dụng cái công cụ này bạn có thể đăng gì ạ, đăng rất nhiều cái bài viết của mình lên trên marketplace của Facebook để tương tác target được rất là nhiều cái khách hàng tiềm năng. Thì ở trong cái này thì hôm nay thì mình không có sử dụng cái máy này để làm demo đúng không ạ, nhưng mà mình có những cái màn hình, chụp màn hình lại những cái quá trình mình triển khai cái này đúng không ạ. Thì ví dụ như là bạn đăng trên cái phần mềm, đây là cái công cụ bình thường đúng không ạ, bạn bình thường thì nó sẽ có chức năng đăng bài lên thôi đúng không ạ. Đấy, còn cái bạn cao cấp đúng không ạ, bạn premium là cái bạn nó có chức năng gom tin nhắn về một giao diện đây đúng không ạ. Đây là cái đấy, như cái nick này tôi đang sử dụng phần trung gian để đúng không ạ, đăng bài thành công hết đúng không ạ. Đấy, nó gom về một giao diện là sao, thì cái inbox đúng không ạ, nó về một cái giao diện bên này đúng không ạ, nó bây giờ về cái giao diện tin nhắn bên này đấy. Sẽ về cái giao diện tin nhắn bên này đúng không ạ, để chúng ta có thể check inbox ngay trên cái phần mềm này luôn. Đây một công cụ rất là tuyệt vời, mạnh mẽ đúng không ạ, mạnh mẽ bởi vì nó có thể đăng một lúc rất là nhiều bài. Đó là video một buổi sáng tôi có thể đăng được vài trăm bài lên marketplace ở vài chục nick đúng không ạ, gọi là target được đúng chính xác cái vị trí mà tôi mong muốn và inbox đúng không ạ, và kết quả nó như thế nào ạ, kết quả như thế này đúng không ạ, tôi sẽ cho mọi người xem được kết quả nó như thế nào ạ. Đây vừa vô cùng nhiều người đúng không ạ, inbox mình. Cho các bạn xem cái hình ảnh và thấy cái tiềm năng vô cùng của cái công cụ này. Và hình như thấy rõ không ạ? 255 người đã nhắn tin. Nếu như mà các bạn gì ạ, chạy quảng cáo, đúng không ạ? Chạy quảng cáo thì 255 người inbox này tôi không biết được là mất bao nhiêu tiền nữa. Mà thực tế marketplace nó đang hiển thị chạy quảng cáo đúng không ạ? Hiển thị chạy quảng cáo là điều đương nhiên đây này, tài trợ này đúng không ạ? Đấy, chạy một xíu là thấy tài trợ này đúng không ạ? Tại vì cái giao diện này nó có chứa cái khách hàng tiềm năng để săn đồ ở trên đây rất nhiều, nên ra là có cái việc mà Facebook hiển thị quảng cáo trên marketplace. Các anh em nào mà chạy quảng cáo thì sẽ biết đúng không ạ? Đấy, chạy quảng cáo đúng không ạ, được tài trợ này. Thì kết quả thì như thế nào? Đấy, rất nhiều đúng không ạ? Cực kỳ nhiều inbox. Đấy, đúng không ạ? Chốt sale luôn trực tiếp đúng không ạ? Đấy, inbox ngập tràn luôn. Không có đúng không ạ? Và hiện tại thì bạn có thể mua cái phần mềm này đúng không ạ? Hiện tại thì bạn sẽ mua phần mềm này đâu ạ? Ở forysoftware.com và bạn có thể lên trên này mua. Thì những cái người dùng về cái phần mềm này người ta nói gì ạ? Người ta nói gì thì hiện tại thì ở trên group có một cộng đồng đúng không ạ? Nó có một cộng đồng liên quan đến cái công cụ này đúng không ạ? Cộng đồng. Đây. Thì các bạn triển khai rất là khả quan và lên cái cộng đồng cảm ơn rất là nhiều các bạn. Đây 17 đơn một ngày ok chưa các bạn. Đây và bạn ngoan đúng không ạ, này là bạn lồng kiều đúng không ạ, bạn này là bán đồ sinh lý đúng không ạ, đồ sinh lý băm ở trên này tuyệt vời bình thường đúng không ạ. Đấy đúng không ạ, ngày nào cũng inbox đều đúng không ạ, các bạn này xin tút đúng không ạ, và tôi chỉ cho bây giờ đơn rất là đều đúng không ạ. Bạn không bán áo đúng không ạ, bán áo mà trên marketplace ngập tràn cái áo như thế này tại vì bóng top 1 hết đúng không ạ, nó có cả các cái tút về gì ạ, về sell top nữa. Rồi bạn chi đúng không ạ, bán đồ đúng không ạ, rất là nhiều đơn đấy. TikTok nữa đấy, bạn Lê Sơn đúng không ạ, đấy rất là nhiều người, người ta tương tác rất là phản hồi rất là tốt đúng không ạ, rất là tốt về cái công cụ này đúng không ạ. Đấy, quá nhanh quá nguy hiểm. Ok, thì sau đây là cái hướng dẫn của mình về cái công cụ marketplace, cũng giống như là cái công cụ để khai thác. Và bạn có thể đăng được hàng trăm hàng ngàn bài lên trên đây và cái số lượng inbox về rất là nhiều đúng không ạ, rất là nhiều đấy. Và kết quả ok các bạn, đây đâu com bạn này, bạn gom tin nhắn về một giao diện đây ạ, thì cái gom tin nhắn này và có 10 inbox ở đây thì nó hiện ra bên này rồi đúng không ạ, và chúng ta có thể tư vấn ngay trực tiếp ở trên này. Và đây là hiện tại là cái công cụ đúng không ạ, cái công cụ mà nó là gì ạ, nó là cái công cụ mà nó hiệu quả nhất
ở trong cái giới về cái tool nào tool CarPlay. Theo tôi được biết đúng không ạ, theo tôi đã sử dụng rất là nhiều cái dịch vụ khác thì cái tool này nó là mang lại hiệu quả vô cùng đúng không ạ. Đấy. Và thì có thể là chúng ta để tìm và đây là một cái kênh đúng không ạ, nhưng mà vừa xong tôi phân tích nó không bị giới hạn về môi trường, không bị giới hạn về số lượng người tương tác được với bài viết của mình. Đấy. Và nó có thể target được vị trí ba yếu tố quan trọng nhất trong quá trình kinh doanh của mình đúng không ạ. Nếu mà chúng ta đăng vào trong hội nhóm đồng ý là nó rất là hiệu quả, nhưng mà bị khống chế bởi môi trường này, hoạt động ở trong cái nhóm này thôi này, nó khống chế bởi phạm vi, nó giới hạn bởi cái số lượng người thành viên đúng không ạ. Và chỗ lượng thành viên này nó phải tương tác tích cực thì mình mới bán được nhiều hàng, còn nếu mà lâu lâu người ta mới vào trong cái nhóm này thì số lượng thành viên này dù 100.000 người thì cũng không thể nào bán được cái gì cả đúng không ạ. Thì đấy là những cái lợi ích của Marketplace đúng không ạ. Và Marketplace nó có một cái chức năng rất là hay, đó là sell top đúng không ạ. Khi mà các bạn lên top thành công ấy, sell top là gì, khi mà bạn vào đúng không ạ, đây đúng không ạ, thấy được những cái sản phẩm như thế này đúng không ạ, sell top thành công thì sao ạ, thì cái tỷ lệ bạn bán được hàng cực kỳ cao luôn đúng không ạ. Bạn chỉ cần bán một cái giá tốt nữa là nó sẽ ra được đơn rất nhiều. Chúc các bạn thành công, xin cảm ơn đã lắng nghe cái video này, hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo ạ.